À, vâng thưa quý vị, à, hôm nay trở lại đề tài này. Nếu như hôm qua chúng ta đã đặt một vấn đề, nếu một nhà hàng tại Trump, một tấm hình ông Trump dựng trên đại lộ Bosa, điều gì sẽ xảy ra? Cái chuyện mà hôm qua quý vị trả lời like trên cái làn sóng của Ngụy Vũ Radio là một phần rất nhỏ thôi. Nhưng mà sau khi buổi tối về, quý vị nghe lại chương trình trên YouTube, quý vị trong comment nữa quý vị, 95% không ai tin tưởng rằng một nhà hàng Trump và một tấm hình Trump trên đại lộ Bosa mà tồn tại được. Tôi lại nhức nhối về điều này nữa. Và tôi vẫn cứ hỏi why. Thì khi tôi càng hỏi ra điều này và quý vị càng lo sợ về điều này đó, thì chính vì điều đó quý vị đặt câu hỏi ra với những cái cách phản biện, những cái comment của thằng Trịnh Hội này. Giữa một Tổng thống Mỹ và một người Việt Nam, quý vị suy nghĩ giùm tôi coi. Một cái lời lẽ tôi nói thật quý vị luôn đó. Nếu là những người Việt Nam cộng sản chân chính đó, cũng chưa bao giờ dám nói một câu với Tổng thống Donald Trump như vậy nữa. Vậy mà nó dám đưa một con rẻ tiền ra, đưa ra cho cả thế giới thấy, để đái lên mặt Tổng thống. Ok, cái chuyện nó ngưng ở đó thì không sao cả. Bây giờ về nó còn viết lên một câu thế này quý vị. Đây là cái chuyện chúng ta đừng nói vì sự ác cảm nha quý vị. Từ lâu nay tôi muốn yên lặng để tôi nhìn thử. Và càng ngày thưa quý vị, càng lộ ra một cái bản chất. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu cái lòng thù hận của nó đó. Nó muốn gieo rắc tại nước Mỹ này là gì? Nó đến từ đâu? Bây giờ tôi hỏi lại, nếu 3 năm đó mà nó ăn chơi ở Việt Nam đó, nó đóng phim mà cộng sản không trục xuất nó đó nha, thực sự nó có đấu tranh cho nhân quyền không? Tôi hỏi là hết cái chuyện này, mà những người mà đang tạo cái cơ hội trên những cái diễn đàn, trên những cái chương trình ca nhạc mà tiếp tục cho nó để build up cái hình ảnh, chúng ta phải suy gẫm về điều này. 3 năm trời. Và 3 năm đó thưa quý vị, bây giờ chúng ta phải hỏi lại. Như vậy đó, những ngày tháng đang ở tại Việt Nam làm gì trong đó? Chắc nó về đấu tranh dân chủ nhân quyền chứ gì? Một cuốn phim vẫn còn đó, cái quan hệ vẫn còn đó. Thế nhưng những người vẫn rêu rao giống như con đường của nó đó, không bao giờ nhắc lại những chuyện đó cho quý vị. Và quý vị rất là hờ hững, quý vị không bao giờ nhớ lại quá khứ này cả. Nhưng không có chuyện gì buồn hết quý vị. Bản chất nó là bản chất. Vấn đề tôi nói ra đây đó, cái niềm tin quý vị đặt cho một con người quá dễ dàng, quá hời hợt. Nhưng mà nếu sự kiện nó không xảy ra đó, thì khi tôi nói ra quý vị nghĩ rằng Ngụy Vũ thế này, Ngụy Vũ hay thế kia, nhưng mà không đâu quý vị. Không bao giờ tôi có một ác cảm gì cả. Bởi vì nó là cái thằng tôi giúp nhiều nhất. Tôi nói thật quý vị luôn. Tôi bảo vệ nhiều nhất luôn. Thì khi mà tôi đưa ra đó, vấn đề không phải là giữa cá nhân, giữa tôi và nó. Nhưng mà cả cái danh dự của người Việt chúng ta đây nè. Và khi tôi nói điều này, không có chút lòng thù hận nào cả. Và phải loại bỏ được những cái suy nghĩ này khi mà nó còn sống ngay cái đất nước này.
Quý vị thử nghĩ đi. Từ những câu chuyện này, chúng ta lặng thinh, chúng ta đồng lõa, chúng ta đồng tình, nó đẩy đến bao nhiêu cái hệ lụy quý vị. Bây giờ quý vị chuẩn bị nha. Số điện thoại, email, đủ thứ chuyện ha. Tôi sẽ trở lại quý vị 3-4 phút. Chúng ta nói cho ra vấn đề và nói trên tinh thần xây dựng để làm gì? Để mọi người phải nhận biết cái sự thật này. Để nhận biết cái chuyện này. Để làm gì? Để nó không có tiếp diễn nữa. Không có tiếp diễn nữa. Và thử sau những chuyện như vậy đó, sau sự nhận diện như vậy, sau phản ứng như vậy đó, thì những cái nơi nào còn tạo cơ hội, còn cơ hội không, để quý vị còn tốn những cái khoản tiền ra để nghe những cái lời rẻ tiền nữa không? Today there's things disappearing that I worked for all my life. I dread having to start again with just my children and my wife. I wanna thank some lucky stars for trying to bring our greatness back today. 'Cause the flag used to stand for freedom, and now they're trying to take that away. We're gonna make America great again. We're gonna set our country free from the destruction by the party, taking freedoms away from me. And I'll proudly stand up next to Trump and support him here today. 'Cause there ain't no doubt he'll fix this land. God bless Trump and the USA. We will make America safe again. We will make America great again. With the fine folks of Minnesota, to the great peeps of Tennessee, along with the strong down in Texas, from sea to shining sea, from the suffering Detroit down to Houston, and New York to L.A., now we can bring back the American dream, and it's time we stand and say, we're gonna make America great again. We're gonna keep our country free, and we're going to help all those who fought to give that right to me. And I'll gladly stand up next to Trump and support him today, 'cause there ain't no doubt he loves this land. God bless Trump and the USA. We're gonna make America great again, so that our country can stay free. Support him here today, 'cause there ain't no doubt he loves this land. God bless Trump and the USA.
Vâng quý vị, tôi nói quý vị rất là bình tĩnh trong vấn đề này. Ở đây không phải là vấn đề cá nhân với cá nhân. Nhưng mà quý vị thử nghĩ một người Việt Nam chân chính đó, tôi đưa ra bao nhiêu câu chuyện. Chúng ta không cần yêu nước Mỹ. Tôi đưa ra bao nhiêu câu chuyện chết chóc giữa những bến bờ tù tội. Bao nhiêu chuyện chết chóc ở một đại dương. Bao nhiêu gia đình tan nát để chúng ta có mặt tại nơi đây. Để chúng ta thực hiện một cái giấc mơ Mỹ. Và cả bản thân nó cũng đã đạt được giấc mơ Mỹ. Để rồi nó đi phỉ báng một con người đại diện cho một quốc gia. Không những là phỉ báng mà còn đồng tình, còn gợi mở nữa. Đây vấn đề nhân cách. Tôi đang nói vấn đề nhân cách. Bỏ cái chuyện quyên tiền quyên bạc quan bên. Bỏ cái chuyện một tổ chức nào cả. Bỏ ra hết. Bỏ ra những cái gì mà quý vị tự xương tụng từ lâu nay. Chỉ nói về cái suy nghĩ đương thời này thôi nè. Có xứng đáng để gieo rắc những gì quý vị đã tin tưởng. Những gì tôi nói rất công khai. Trong đó rất có những ân tình, có những lý lẽ của nó. Chứ phải nói bằng sự ác cảm gì cả. Cho nên tôi mới đặt lại những cái vấn đề quá khứ và hiện tại. Xin mời một thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello Nguyễn Vũ, chào Nguyễn Vũ và cũng như chào tất cả các bạn trong NVR hôm nay. Thì theo như là Lucy lắng nghe trên đài hôm nay phân tích về những cái vấn đề thực sự chính trị của Tổng thống Trump về Việt Nam và có những cái phản ứng của từ phía Việt Nam, thì có hai cái vấn đề mà Lucy thấy là cần chia sẻ một chút. Đó là cái vấn đề thứ nhất là mẹ nấm và mà phu nhân của Tổng thống. Thì cũng như Lucy đã trình bày mấy hôm kia thì đó cũng là đúng rồi. Thì đó là một cái sự thiệt thòi và không khôn khéo của chính quyền Việt Nam. Thì cái đó là họ phải chấp nhận cái sự thiệt thòi đó thôi. Còn cái thứ hai nữa về vấn đề mà cô Michael gì đó thì Lucy cũng chẳng biết nói gì hơn. Lucy chỉ thấy đó là một cái rất là buồn cười. Là vì Lucy nghĩ rằng có rất nhiều người sang đến bên này khoe khoang mình ăn học. Rồi mình là tiến sĩ, mình là luật sư, mình là kỹ sư thế này thế kia. Nhưng mà đúng thật ra đó, cái bản chất của con người trước sau gì, thật hay giả, tốt hay xấu gì rồi nó cũng phải xuất hiện thôi. Thì ngày xưa Lucy có nhớ rằng họ có những cái câu họ nói rằng sâu bọ làm người. Thì Lucy hồi đó cũng không có nghĩ gì mấy hết. Lucy cũng có một lần hỏi mẹ của Lucy, mẹ ơi người ta gọi mấy cái ông đó là sâu bọ làm người là như thế nào? Thì mẹ Lucy có nói rằng con có biết những cái con vi trùng, những cái con vật bẩn nó nằm ở dưới lòng đất nó chui ra rồi nó ăn hại những cây cối. Đó thì đó là những cái người mà bây giờ đó, ngày xưa đó không có ra gì cả. Nhưng mà họ cũng cố gắng để mà họ làm một cái gì đó. Nhưng mà rồi cái bản chất của họ cũng hiện ra thôi. Thì như mà trong cái vấn đề mà Lucy nhận thấy đó, nếu mà Trịnh Hội mà nói rằng ông ta là một luật sư mà ông ta đã thông đồng để làm việc những cái việc xấu, để làm hại cho nhân quyền ở Việt Nam và làm mang tiếng như vậy đó, cái cô Michael và được sự ủng hộ của anh ta, thì Lucy chỉ đi đến một cái kết luận rằng hãy gọi những người đó là sâu bọ làm người. Thế thôi, và khi họ đã là sâu làm người rồi thì mình thế, mình bước thẳng và chà đạp lên và mình đi thẳng con đường của mình thôi. Chứ cũng chẳng cần phải bận tâm để làm gì hay là để nói gì cả. Là vì Lucy nhận thấy đó, khi mình đã là con người và mình sinh ra trên quả địa cầu này đó, Thượng Đế dựng lên mình đó, Thượng Đế cũng dựng lên thiên thần và cũng dựng lên cả ác quỷ nữa. Và cho chúng ta một cái sự tự do để lựa chọn. Đó, nếu mà chúng ta nghe theo những cái lời tốt của thiên thần thì chúng ta là những người tốt và cứ tốt mãi. Và nếu chúng ta cứ nghe theo những cái tiếng nói của ác quỷ thì chúng ta sẽ là những người xấu và xấu mãi. Và những cái chuyện như thế này nó sẽ không bao giờ là hết cả.
Tại vì những người xấu, cái bản chất của họ là xấu rồi, thì họ vẫn cứ xấu mãi. Vậy chúng ta hãy đi, đã đi đúng một con đường tốt của chúng ta thì chúng ta cứ thế mà đi thôi. Chúng ta cũng không có cần phải bận tâm hay gì nữa. Tại vì sâu bọ nó vẫn là sâu bọ thôi. Cụ ơi, đó là cái sự chia sẻ của Lucy. Thì tin được trình bày như thế với đài và tất cả các ông bạn. Và những ai có muốn ý kiến gì nữa thì cứ việc nói ra. Ok, Nguyễn Vũ ha. Chào chị, vâng. Tương tự như vậy quý vị. Đây là cái vấn đề chúng ta thành thật để nhìn ra vấn đề. Từ một vấn đề nó sẽ ra nhiều vấn đề. Và như chúng tôi thường chia sẻ đó, mục đích của chúng ta để làm gì? Để rút ra nhiều cái bài học, để chúng ta có một cái lộ trình. Chúng ta phá vỡ những điều tệ nhất để đi tìm một điều tốt nhất. Chứ không phải là chúng ta phá vỡ những con người tốt nhất. Nếu những con người tốt nhất đó, chúng ta phải nâng đỡ họ để cùng với chúng ta. Xin mời 616. Hello. Chào anh. Tôi thì cũng cùng họ, cùng tên với anh nhưng mà khác họ. Tôi là Vũ ở Michigan. Để tiếp cái lời của chị Lucy nói, tôi cũng đồng ý với chị một phần, nhưng mà để cho tôi thêm lời với lại thằng Trịnh Hội với lại Mike thôi. Thêm lời tức là ông bà mình thường nói cái loài con sâu làm giàu được căn, giống như chị Lucy nói là sâu bọ thì nhưng mà ngược lại tôi hỏi anh Vũ thêm ý nghĩa chút xíu nữa, liệu cái lời phát biểu cái băng rôn của Michael đó có ảnh hưởng gì người Việt đây hay không? Ok, nếu okay, right. Cái tai nghe hoặc là đến cái mắt của Tổng thống Trung mà thấy được cái băng rôn đó, có ảnh hưởng gì những người tị nạn trên mọi hình thức của chúng ta ở tại Mỹ hay không? Cái thứ nhất, lời chị Lucy nói tôi rất là đồng ý và tôi cũng lặp lại cái câu nói của anh. Bầy đàn. Bầy đàn đây có nghĩa là cái loại động vật mà không có trí khôn. Còn chúng ta cũng đều là động vật sống trên thế đất này thì nó có hai cấp khác nhau. Bầy đàn là chúng ta tự hiểu. Rồi tôi thêm lời của chị Lucy, sâu bọ trở về sâu bọ. Và những cái thứ này thì tôi phải dùng thêm cái chữ là mất dạy. Đối với một người mà đang sống trên đất nước Mỹ mà đã kêu mang mình. Rồi cái đám Trịnh Hội, không biết nó có cái quyền lợi trong đây. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì một việc tốt luôn luôn nó sẽ tồn tại. Và Tổng thống Trung của chúng ta sẽ toàn thắng. Nếu thời gian tới ông cứ thắng thì cái đám này nó sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Đó là những cái hậu quả gieo ác thì sẽ gặp ác của những cái đám này, đặc biệt là Trịnh Hội với lại Mai Khôi. Và tôi xin hết, tôi ở tên Vũ và họ Trần, cùng tên với anh nhưng mà ở Michigan. Ok, ông Trần Vũ. Tôi xin trả lời lại cái câu ông hỏi, câu thứ nhất đó, đúng không ạ? Dạ. Cái hành động của con nhỏ rẻ tiền Mai Khôi có ảnh hưởng gì đến người Việt tị nạn chúng ta hay không? Thưa ông Trần Vũ, tôi dựa vào tất cả những hành động và những gì tụi nó biểu hiện một sự tha thiết giả tạo đó, tôi dựa vào tụi nó và tôi trả lời với tụi nó. Có nghĩa là tụi bay còn nói với người Việt hải ngoại, tụi bay nhân danh, tụi bay quan tâm tới một cái tình tự dân tộc để tụi bay đấu tranh cho một dân tộc, có nghĩa là tụi bay vẫn còn là máu đỏ da vàng. Vì vậy người Việt ở đây ủng hộ tụi bay đó cũng vì cái vấn đề máu đỏ da vàng, cho dù con Michael là một con nhỏ rẻ tiền đi nữa thưa, nhưng mà chúng ta không thay máu nó được. Chúng ta không thể nào chối bỏ với người Mỹ rằng con nhỏ đó là một con nhỏ đến từ từ Lào, từ Ấn Độ được, thưa ông Trần Vũ. Rồi tôi trở lại, đó là một chuyện khác nữa. Một con nhỏ rẻ tiền. Bây giờ trở lại một cái thằng luật sư tại Mỹ này,
mà có sự đồng tình, một sự kêu gọi. Thì bây giờ đó là câu trả lời của tôi đối với ông Trần Vũ, ảnh hưởng hay không ảnh hưởng? Tôi xin 100%, 100% tôi thưa ông, đây là cái nỗi nhục của chúng ta. Dạ dạ, tôi xin thêm một lời anh đó. Máu đỏ da vàng thì trong đó có chúng ta, mà con sâu làm tổ nồi canh. Thì theo tôi nghĩ thì sớm muộn và Tổng thống Trump tiếp tục thắng về mọi mặt, trên mọi phương diện, ngoại giao, chính trị, về kinh tế. Tổng thống Trump tiếp tục thắng thì những cái đám này nó sẽ tự loại bỏ nó và nó sẽ nhận một cái hậu quả có thể là khó lường. Cho nên là tôi chỉ có ý chút xíu như vậy, góp ý với cùng anh. Ông Trần Vũ, trước khi ông tạm biệt, tôi cũng chia sẻ một lời cuối nè. Nếu Tổng thống Trump mà có tiếp tục chiến thắng nữa đó, ông phải đổ máu và nước mắt. Và chúng ta có muốn loại bỏ, chúng ta cũng phải tranh đấu, phải chấp nhận những cái va chạm mới loại bỏ được. Chúng ta không thể nào mà theo cái thuyết nhà Phật mà ngồi đây cầu nguyện để cho cái đám ác đó nó chết được. Không có đâu. Ông Trump cũng vậy. Ngoài cái chuyện cầu nguyện của ông, thì ông phải có những người bảo vệ ông, giống như chúng ta này. Chúng ta phản bác lại những cái điều mà nó bôi bác. Đó là gì? Đó là chúng ta một cuộc tranh đấu. Đó là tranh đấu. Không thể nào chúng ta cầu nguyện bảo rằng những kẻ ác nó phải chết. Không có đâu. Nó sống còn sống. Nó còn khỏe hơn chúng ta nữa, ông Trần Vũ. Dạ, dạ, dạ. Ok, cảm ơn ông. Để kết thúc cái ý kiến nhỏ của tôi ngày hôm nay với lại đại nghị của Radio, thì tôi chỉ muốn nói một câu là ở hiền thì gặp lành, mà gây ác thì sẽ điều ác nó sẽ tới. Về tôn giáo hay là về đạo ngoài đời hay bất cứ chuyện, đó là lý sống của mọi người, là gieo ác sẽ gặp ác. Còn chúng ta cứ làm điều tốt như anh Huy Vũ thì okay. Hay là tất người thì cảm ơn, sẽ gặp điều tốt lành. Cảm ơn ông Trần Vũ. Bây giờ xin mời một thính giả khác, 303, hello. Good morning. Tôi Lương Vũ đây. Lời đầu tiên là cảm ơn Nghị Vũ đã cho những cái thông tin biết về Mai Khôi và Trịnh Hội, và biết được những cái gọi là những kẻ mà đứng đằng sau cái hình dáng của một cái tôi không biết dùng cái chữ gì bây giờ. Mai Khôi thì bây giờ nếu mà tôi nói tới thì xin lỗi là nó hơi thừa lời, bởi vì không xứng đáng để mà để được bàn đến, bởi vì những cái tư cách, những cái hạ cấp mà nó thể hiện qua những cái hành động đó. Thì trở lại cái việc mà chị mà Nguyễn Vũ nói đó, thì bây giờ tôi mới biết là một cái kẻ mà lừa đảo và đã coi như là mất nhân cách, đã mất tư cách, đã coi như là gì nhỉ? Đã set up một cái cuộc hôn nhân với kỳ duyên. Bây giờ tôi khoan, ông Lương Vũ. Okay. Tôi có cái luật riêng của tôi nha. Thứ nhất, okay, khi tôi đưa ra một đề tài đó, chúng ta focus vào cái quan điểm về chính trị. Ông cho hiểu ý tôi đã. Rồi, tiếp tục đi. Cái chuyện mà cuộc hôn nhân của nó, cái chuyện là personal, không có đề cập đến chuyện này. Ông cho tôi nói. Ông cho tôi, không, okay. Thứ nhất, không có đề cập tới kỳ duyên, không có đề cập tới việc tân, không có đề cập tới ai cả. Hãy nói về bản chất của nó đi. Rồi thì bản chất của nó là một cái thằng gọi là dùng cái chữ điểm đi, một thằng dù có cái bác luật sư, như tôi đã từng nói rằng có những cái thằng mà có học vị, có title để đó kia, nhưng mà cái tư cách, cái nhân cách của nó không, cái nhân phẩm của nó không, tức là nó là một cái thằng coi như là đi lừa gạt, lừa đảo người ta, rồi đó tung tăng về Việt Nam để đi từ Nam cho tới Bắc bao nhiêu năm trời. Mà nếu mà nói cái chuyện mà nó muốn tranh như là kia cho nhân quyền, cho là phong trào dân chủ kia, đó là một cái chiêu bài lừa. Thì ý tôi nói là cái cuộc chiến mà gọi là những cái người chân chính
mà ở trong cái coi như là những người Việt, những người Mỹ gốc Việt chân chính ở đây đó, phải nhìn ra cái vấn đề thì người Vũ đã nói rồi, tôi không muốn lặp lại là gì nữa, nhưng mà nói cái việc mà tôi thấy là về cái tư cách của một con người coi như là người Việt tị nạn, dùng cái chữ tị nạn đi, ở nước Mỹ này đã là công dân Mỹ góp đi làm để kia như chúng tôi đó, thì khi mà đã thấy rằng những cái người mà không có đóng góp cái đồng bạc là tiền thuế này kia rồi, cách để cái chia luồng lách gì đó kia, thì thấy là cái những cái đó là nó đã nói lên cái nhận định, cái tư cách, cái hành xử mà không xứng đáng là một con người rồi đó, thì tức là không xứng đáng là một cái công dân Mỹ đó, không có đóng góp gì cho một cái đất nước này, thì đó là quả cũng có thể không thể biết là dùng cái từ gì nữa, mà phải dùng cái từ là điểm đảng thuộc loại cấp quốc tế đi rồi kia rồi đó. Thì về cái chuyện mà đứng đằng sau cái chính trị đó, thì cái đứng đằng sau cái chuyện mà đưa cái cô đi, tôi thì lịch sự gọi đó là cái cô đi, hay là gọi một cái con gì đó à, một cái con tôi không biết là có thể gọi là người đi, một cái con người của cái Michael gì đó, mà dùng những cái từ ngữ như vậy, đứng đằng sau những cái người mà đứng đằng sau những cái thế lực mà đứng sau đó là cái phe đảng của chủ hay là gì, hay là liberal hay gì đó, mà đưa cái chiêu bài đó ra để mà coi như là tỏ một cái thái độ chống Tổng thống Trump như vậy, thì thất phải nói là làm cho chúng ta coi như là cái hình ảnh đó, là cái người Mỹ gốc Việt đó đã bị trong trong nước Mỹ này nói với người công dân Mỹ là nghĩ là một cái người Việt đã là bài lại và chống cơ. Hello, rồi ông bị mất sóng. Hello, hỏi trở lại người khác. Hello. Hello. À, xin chào ông ạ. À, tôi năm 17 đây, ở Lên Sinh. Chào ông. Qua cái câu chuyện của Michael đó, thì tôi có một cái lo lắng. Xin lỗi phải không, ông Kính, ông Kính phải không ạ? Vâng, tôi Kính đây. Ông Kính vui lòng dặn cái volume xuống đi giùm tôi ạ. Hello. Ok, cảm ơn. Mời ông. Ok, qua cái câu chuyện của Michael ấy, thì rất là đáng tiếc, và tôi thấy lo lắng cho cái đất nước Việt Nam mình. Là một cái sự sĩ vả một ông tổng thống, nhất là ông tổng thống Mỹ. Và đã lên hồi hôm thì tôi lên YouTube, tôi thấy cái hình ảnh đó, nó để cũng ác lắm, nó để là "beast on you Trump". Ở trên đó cái chữ "beast" là hòa bình đó, bình an đó, mà trên chữ đó thì nó để chữ ISS là đái. Và tôi thấy rất là tệ hại cho cái hình ảnh nước Việt Nam mình và người Việt Nam mình, và điều đó là điều lo lắng nhất. Thì tôi nghĩ là cái ông đại sứ ở của người Mỹ ở Việt Nam sẽ làm việc với chính quyền Việt Nam trong cái vấn đề đó, và sẽ làm cho tổng thống của chúng ta là rất là buồn. Còn về cái trình hội đó, tôi cũng mới được biết anh nói đó, thì tôi thấy anh ta là không có con người, không có nhân bản và không có tư cách. Nhưng mà phía sau anh ta đó có một lũ người nè, tôi dùng cái lũ ăn cháo đá bát, và chúng ta, anh đã nói lên được cái bề mặt thật của những con người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, chống lại tổng thống Mỹ. Thì anh cũng đã nói là chỉ 5% thôi, thì tôi nghĩ rằng cái ý kiến cái chị cũng như là cái anh Vũ ở Michigan và ông bạn mới vừa nói đó, thì tôi nghĩ rằng là cái sự thành công của tổng thống Mỹ và nước Mỹ, thì cái thành phần đó nó sẽ bị đánh bạc hết, và tương lai thì có cái hy vọng
cho những người sống, người Việt sống ở đất Mỹ này cũng như là Việt Nam mình. Đó là ý kiến của tôi. Ok, ông Kính. Vậy thì bây giờ mời ông lắng nghe một tiếng nói khác nha. Vâng, chào anh, sức khỏe. Dạ, chào ông. Đây là cái lúc thưa quý vị. Quý vị text vào đông lắm, quý vị gửi email vào đông lắm. Nhưng mà thay vì tôi phải dùng cái gì tôi đọc lên đó, thì bây giờ tôi muốn nghe nhiều tiếng nói khác. Nhiều tiếng nói khác và nó like trên làn sóng này. Từ lâu nay thưa quý vị. Xin mời một người bên Viber. Hello. Hello. Dạ, chào. Hello. Chào bạn. Chào em nha. Em chào anh. Chào em. Và em chào khán giả của Ngụy Vũ Radio. Chào em. Dạ. Em nghe đài anh thì cũng mới đây thôi. Nhưng mà em cảm thấy em buồn phiền là chỉ có một mình anh thôi. Mới chống chọi lại một cái đám mafia. Cũng như cái ông Lương Vũ, ông gì vân vân hồi nãy giờ nói chuyện. Em ở Việt Nam anh Vũ. Ok dạ. Em, ok em. Dạ, em thấy em chán quá. Chỉ có một mình anh thôi. Chỉ có một mình anh. Nhưng mà em nói á, anh đừng có để người ta mượn cái diễn đàn anh nhiều quá. Bởi vì em là lớp trẻ của nước Việt Nam. Bọn em lúc nào cũng nghe anh hết. Và nghe một cái tâm tư, một cái tình cảm là tuyệt vời. Và tự lắng động, tự suy tư và tự ưu tư luôn. Anh hiểu ý em nói chứ hả? Anh đang nghe, em cứ nói. Dạ. Nên á, anh đừng có cho từ ông Lương Vũ cho đến ông Kính, ông gì vân vân hồi nãy á, là sai bét hết. Sai bét hết, cứ dẫn cái con đường đó là cái dân tộc mình về đâu anh? Thôi em xin phép vậy thôi nha. Em nói vậy thôi. Em cứ nói, em cứ nói. Anh rất là thích về điều không, này. Không, em đang nói mà em thấy cái mạng nhà em nó yếu quá. Vậy hả? Em không có dám nói được. Cái tiếng dạ. Đó, cái tiếng nói của em rất rõ nha. Anh rất là ngạc nhiên. Rõ, cái dạ. Nhưng mà em á, em cảm thấy một cái điều này nè. Nếu mà có một cái tình tự dân tộc như anh, cũng như em hồi sáng mà em đọc về những cái điều gì đó, anh không phải em ca ngợi điều gì, nhưng mà em buồn phiền là em điện em nói ngay. Em nói như là những cái con người đó cứ dẫn dắt cái dân tộc này hoài như vậy, không bao giờ đúng. Không bao giờ đúng. Và cả em nói, em xin lỗi anh Vũ, em tên Hồ nha. Kê Hồ. Ừ. Dạ. Em cứ nói đi. Dạ, em. Ừ. Dạ, em cứ nói. Em sẽ nói những cái điều mà vợ em đang đứng kế bên em nè. Ừ. Còn đang chỉ em đang khóc nè. Anh không được nói. Anh nói tôi nó bắt anh làm sao. Anh thế này thế kia làm sao. Anh hiểu. Làm sao em phân tâm. Em rất là phân tâm. Anh hiểu. Có nhiều lúc em muốn nói nhiều lắm. Nhưng mà cứ sợ mất anh trong cuộc đời này. Cũng như em sợ mất anh ở cái đài Ngụy Vũ Radio vậy đó. Ok. Anh hiểu. Ai cái gì? Ai chia sẻ được cái gì? Ai nói cái gì? Chỉ cứ mượn cái diễn đàn anh nói dốc, nói xạo, nói những không có đi vào được cái lòng của tụi em. Mặc dù tụi em rất là chịu đựng. Chịu đựng nhiều cái lắm. Nhưng mà người ta sợ, người ta không dám nói. Mà em dám nói nè. Em dám nói với anh luôn. Alo. Ok em. Em im đi. Long. Long. Em đừng có làm hành động đó. Ok Long. Calm down. Cho nó nha. Cái nỗi lo sợ của vợ em đó nha. Là một điều rất công bằng. Đó là người vợ mà. Ok. Nhưng mà người vợ không phải là một người đàn ông. Cái trình tự của một tổ quốc đó. Em thấy rồi. Từ lâu nay đó. Những người mà chết. Máu xương rơi vãi trên quê hương đó là những người đàn ông. Và hôm nay đó, em là người thể hiện đúng chất một người đàn ông. Và anh rất cần những người đàn ông như em. Tuy nhiên em không trách vợ em được nha. Anh càng xúc động khi mà vợ em có những cái ôm choàng để che chở cho em. Đó là người vợ. Nhưng mà người vợ họ càng làm như vậy đó, mà em càng để qua một bên để em nói được cái tiếng lòng của em đó. Điều đó nó mới tỏa sáng ở con người em. Và anh ghi nhận về điều này. Và anh rất muốn nghe những cái suy nghĩ của tụi em nhiều hơn nữa. Và từ những suy nghĩ tụi em đó, để cho những bậc cha chú ở đây biết là tụi em đang cần nghe những gì. Và chính cái suy tư của em, anh phải xả thân anh ngồi đây vì tụi em. Anh nói xong rồi cái gì đó. Cho em nói thêm vài lời đó thôi. Em không muốn mất thời gian của anh. Kìa em. Hằng ngày, trưa chiều,
vẫn ngồi trong một cái chòi dịch, vẫn ngồi trong một cái nhà mà người ta gọi vẫn là cái chòi dịch á. Em vẫn cho con cái em nghe, cho vợ con em nghe những cái điều anh nói. Bởi vì những cái điều gì em mang theo, em làm cái gì là đó. Cũng như em vẫn nói với hai đứa con em này, đứa học lớp 12, đứa học lớp 7, con phải nghe cha, nghe cha những cái điều mà chưa ai nói thật được như vậy. Và cái sự ganh tị, ganh ghét và cái sự đố kỵ, cái điều đó Chúa sẽ giải quyết. Em là dân công giáo anh, nên á, em vẫn nói như vậy. Đó, bây giờ em đang nói chuyện nè, bà nó tắt đèn rồi, bà đóng tủ lạnh rầm rầm rồi. Cái này anh chịu nổi không? Anh hiểu, anh à, hiểu. Nhưng mà anh dễ thông cảm, anh dễ thông cảm. Con gái em nó đang học bài để chuẩn bị thi, mà thi 43 năm nay rồi, có cái thằng nào chế được con ốc làm được cái gì với em đâu. Anh hiểu em đó. Anh hiểu. Hôm nay anh muốn em nói thật lòng, nó xả láng đi lòng. Và mọi người đang lắng nghe em, anh tin chắc một điều, mọi người đang rất muốn nghe tiếng nói của em. Quý vị ngoài đừng có gọi vào để cho Long nói nha, tại vì Long đang gọi Viber, mà quý vị gọi đó nó sẽ block cái số của Long. Hello. Rồi, tức là quý vị thấy đó. Đây là những điều tôi rất thích quý vị. Rất thích. Ok. Đó là những người trẻ tại Việt Nam. Đó là nhân cách đó quý vị. Đó là nhân cách. Và tôi đưa ra một người trẻ tại Mỹ mà từ lâu nay quý vị đặt những cái kỳ vọng đó. Quý vị mới thấy đâu là sự thật. Và đây là một sự chứng minh hùng hồn. Và tôi rất cần những tiếng nói tương tự như là Long hôm nay. Nó mà trong hoàn cảnh mà người vợ phải run sợ, nó mà trong hoàn cảnh khó khăn, người ta vẫn tận tụy để người ta nói. Trong khi chúng ta ở đây tha hồ nói, không ai nói hết. Rồi không ai nói thì để lâu lâu cho bọn họ nói. Đó, họ chửi vào mặt chúng ta đó. Quý vị nghe đi. Bây giờ tôi nói thật quý vị nha. Khi mà cái hành động của con nhỏ rễ tiền Mai Khôi đó, những người dân tuổi trẻ trong nước á, hôm qua nay họ cũng chửi xối xả. Họ không có đồng tình chuyện đó đâu. Họ không ngu dốt tới độ đó đâu quý vị. Hello. Cho nên giữa chuyện đúng và sai đó của Tổng thống Trump khi đến Việt Nam đó, quý vị thấy không? Bây giờ quý vị nghĩ rằng người Việt Nam không hiểu về chính trị Mỹ, không hiểu về ông Trump, giữa cái họ thích và không thích. Nhưng mà chúng ta tôn trọng thái độ của họ. Ok. Họ vẫn yêu quý ông Trump. Và những người không thích ông Trump không bao giờ có một lời lẽ mất dạy như vậy đó. Đái trên mặt Tổng thống Trump. Ok. Thì đó là con nhỏ rẻ tiền. Thế thì một thằng không rẻ tiền thì sao đây? Đi đồng lõa, đi đồng tình, và còn xem cái chuyện đó như một sự khởi đầu, như một sự kích động. Khi nào mà quý vị đọc trực tiếp cái dòng đó như tôi đó, quý vị mới feel được. Quý vị nghe tôi nói, quý vị chưa feel đâu. Như vậy quý vị hôm nay nghĩ tôi nói những điều này cho tôi, hay là vì ác cảm? Tôi xin thưa không. Tôi chỉ muốn loại bỏ cái tư tưởng này. Tôi muốn nó phải mở cái đầu ra. Nếu tiếp tục sống ở đất nước này và muốn được mọi người tôn trọng, tin yêu để thực hiện một cái giấc mơ cho một dân tộc, thì nó phải có nhân cách trước đã. Nó phải có nhân cách. Từ nhân cách đó nó mới tỏa sáng, mới trở thành một biểu tượng. Khi mà chúng ta chửi, chúng ta rủa, chúng ta sỉ vả một con người đó, chúng ta phải chứng minh được hành động của họ, điều gì làm tổn hại đến chúng ta.
điều gì? Mà trong khi đó, ông đại diện như cả một nước Mỹ, và trong đó có gần 2 triệu người Việt Nam tại đây. Thì 2 triệu người Việt Nam tại đây làm cái gì? Quý vị đang làm gì? Quý vị đang nghe gì? Quý vị vừa nghe Long không ạ? Quý vị nghe Long đó. Trong hoàn cảnh như Long đó. Nói mà con vợ nó sợ mà nó muốn đuổi ra khỏi nhà. Mà Long vẫn nói. Hello. Hello, alo, good morning, người Vũ. Morning. Good morning. Bây giờ nghe cái chuyện của cô Mai Khôi đó thì không có cái gì để ngạc nhiên hết trơn á. Nhưng mà rất là ngạc nhiên anh Trịnh Hội. Tại vì dù gì đi nữa, Tổng thống Trump cũng là a head of a nation. Cũng giống như là một người cha đầu trong gia đình. Nếu mà một người nào đó mà sỉ nhục cha mình có giận hay không? Thì những người dân Việt Nam mình ở dưới bô xa, mặc dầu họ không có ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng mà họ rất là bất mãn, họ rất resent về cái chuyện, cái câu của Trịnh Hội. Cũng giống như là anh Trịnh Hội á, mà nói những cái câu này á, thì không biết ông ta có phải là luật sư hay không nữa. Tại vì những người mà in right mind á, họ sẽ không bao giờ nói những cái, họ không bao giờ ủng hộ cái cô này. Cái cô Mai Khôi này ở Việt Nam á, thì là mình không có ý kiến, tại vì như những người ca sĩ Việt Nam mình không có ý kiến. Nhưng mà mình ở đây mình đã được cái education ở cái dưới từ West này rồi. Mà khi một vị tổng thống mà mình sỉ nhục ông ta như vậy á, là không thể chấp nhận được. Thì không giống như cha mẹ trong gia đình á, dạy con á, là mình phải kính phục người ta trước. Nhưng mà không biết là cha mẹ của Trịnh Hội có bất mãn cái những cái chuyện này hay không. Thì tôi xin có ý kiến như vậy. Chào anh. À, đây là một tiếng nói là mới ha. Thì Vũ cũng cho Vũ hỏi thăm tí xíu chứ. Xin lỗi là chị gọi vào, chị từ đâu ạ? Ở Canada. Ở đâu thưa chị? Canada, xứ lạnh trung này. Canada. Ok. Yeah. Ở bên này á, rất là bất mãn Justin Trudeau. He playboy, he everything. Nhưng không bao giờ đi xuống đường mà sỉ nhục một vị head of một cái nation như vậy. Dù gì ông ta cũng là một vị tổng thống. Donald Trump á, ông đi ra ngoài á, ông được nhiều người look up to him. Nhưng mà khi một người Việt họ nói một cái câu gì á, chẳng lẽ Donald Trump tổng thống không biết? Nó reflect on all the Vietnamese in mặc dầu cô ta ở Việt Nam, nhưng mà nó có thể ảnh hưởng, nó reflect on all the Vietnamese around US. Anh có nghĩ như vậy không? That's what I need, chị. Hồi nãy Vũ đã trả lời ông Trần Vũ rồi. Vũ trả lời nguyên văn cái câu ông Trần Vũ hỏi là cái hành động của cô Mai Khôi nó ảnh hưởng gì đến người Việt tị nạn. Tôi đã nói rồi quý vị. Mặc dù nó là con nhỏ rẻ tiền, nhưng nó là máu đỏ da vàng. Và cái người Mỹ trên thế giới đó, họ vẫn chỉ là Việt Nam, Việt Nam. Rất là nhiều người HO đem qua đây, họ rửa chén, họ lau cầu, họ build up cho con của họ, để con của họ trở thành ra một người công dân tốt, ngay cả Canada hay là ở bên Mỹ. Và con của họ rất là thành công, nhưng mà họ dạy con họ không bao giờ sỉ nhục một vị tổng thống của mình. Thành ra đứng ở ngoài mà nghe thì cũng nhiều khi cũng bực mình lắm. Nhưng mà anh Trịnh Hội đã được hưởng tất cả những cái ưu việt của đây rồi. Mà ba anh Trịnh Hội ngày xưa cũng là một người đi HO, hay là anh cũng bị tù cải tạo. Mà hay không có hiểu được những cái hành động của mình làm, nó ảnh hưởng tới người Việt sau này. Mặc dù cũng rất là nhiều người thành công, cũng rất là nhiều người nằm ở trong cái dòng chính của Mỹ. Nhưng mà 10 năm sau thì may ra con cái của mình nó được. Nhưng mà bây giờ thôi thì take most of your time. Thì bây giờ thôi, cảm ơn anh người Vũ nha. Chào chị. Và dạ. Vũ thích những người mà ngoài nước Mỹ đó. Úc, Canada, Đức, wherever out of the United States. Quý vị biết không? Những người ngoài nước Mỹ đó, kể cả Việt Nam luôn, mà họ viết về đây những lá thư, biết không? Họ nói về nước Mỹ với tất cả một niềm tin yêu. Và họ cho rằng nếu mà đất nước của họ đó mà có được một người như ông Trump đó, đời của họ toại nguyện rồi. Trong khi chúng ta đang ở tại Mỹ,
Đây là câu hỏi mà tôi hỏi hoài và tôi sẽ nói hoài. Nếu không được, chúng ta phải xóa bài, làm lại từ đầu. Xóa bài đi. Đi nghe, đi tin. Xin mời ba ba. Ba ba này chắc ở bên Pháp quá. Hello. Vâng, alo, xin chào anh Nguyễn Vũ. Có đúng là đúng, xin chào anh Nguyễn Vũ ạ. Đúng là anh ở bên Pháp không? Dạ vâng, đúng rồi, tôi ở bên Pháp đây. Ok, rồi mời anh. Vâng, tôi đang ở bên Pháp. Bây giờ đó, anh ở bên Pháp đó, thì bây giờ trước tiên anh dặn cái volume anh nhỏ lại đi nha, để mà tiếng nói anh nó vang vọng hơn. Được không ạ? Dạ vâng, tôi cách đây Hello. Rồi. Mời anh. Vâng, alo, vâng, tôi nghe được, tôi còn nhỏ đây. Anh nghe tôi không? Mời anh nói, dạ đang nghe. Vâng, vâng. Tôi hôm trước đây thì tôi có thấy, tức là trình hội có đưa Michael qua Mỹ, rồi hát ở Cali, rồi hát ở Washington DC. Ừ. Trong khi mà ban tổ chức để cho ca sĩ Michael hát á, thì có treo lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà Michael nhất định không chịu hát. Đó, thì nói là bây giờ phải dẹp cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình đi, thì Michael mới chịu hát. Thì bây giờ tất cả những người mà gọi là như ở đám của Trinh Hồi nó ủng hộ mà Michael á, thì thấy như vậy có phải là một người đấu tranh cho dân chủ không, nhân quyền không? Tôi là một người khiếm thị, anh, tôi là một người khiếm thị ở bên Pháp. Mà tôi nghe tôi cũng bực quá, tôi bực bội quá, tôi gọi điện thoại cho anh nhiều lần nhưng không được. Hôm nay may mắn, rất là may mắn. Tôi nói và tôi cũng bức xúc dữ lắm. Vâng. Ok anh. Ý kiến của tôi anh. Bây giờ bên Pháp là bây giờ là mấy giờ vậy chứ anh? Bây giờ bên Pháp là 4 giờ chiều anh. 4 giờ chiều. Ok. À, yeah. Anh nghe Nguyễn Vũ bao lâu rồi? À, tôi nghe anh từ dưới Cali, anh còn làm đài video TV cơ. Ok. Rồi bây giờ bên Pháp đó, như các anh đó có truyền tải để cho nhiều người Việt biết về cái chương trình Nguyễn Vũ Radio không? Anh có giúp về điều đó không? À, cũng có. Nhưng mà tôi cũng trình bày rồi đó. Lúc đầu á, nghe anh thì rất là khó chịu. Ừ. Nhưng mà nghe anh một thời gian thì bắt đầu lúc bây giờ mới nhận thức được là cái đường lối và rõ ràng. Tại cái thuốc của tôi nó độc lắm. Uống vô ban đầu nó sốc lắm. Nhưng mà thuốc độc á, nó sốc, nhưng mà cái này không phải là thuốc độc để chết. Thuốc độc với giáp, tôi mới gọi thuốc đắng với giáp, hết bệnh nữa chứ anh. Thuốc tôi nó độc lắm, cho nên ai mà uống vô vài viên đầu tiên là sốc liền, ngã ngửa chết á. Nhưng mà vâng, đúng rồi. Qua đó mà không chết thì tỉnh lại rồi bắt đầu tỉnh luôn. Ok. Tôi nói với anh Vũ như này. Ok. Mến mộ anh và đài của anh. Tôi cũng hy vọng tôi là một người chính trị thôi, nhưng mà tôi cũng hy vọng một ngày đó tôi sẽ qua Cuba ao để tôi ăn một bữa phở của anh với tôi thăm anh. Anh mà anh đi anh phải dắt chị theo nha. Anh đi một mình anh ăn. Có phải có bà xã đi với tôi đi được chứ? Tại tôi lo là anh qua mà anh ăn tô phở vô anh rần rần đó thì cũng kẹt với anh lắm. Tôi đi đâu? Nói chung tôi đi đâu thì cũng có bà xã tôi dẫn tôi đi hết á. Ok, ok anh. Chúc anh một buổi chiều đẹp nha. Dạ, vâng. Dạ vâng, cháu bên anh và chúc anh sức khỏe. Vâng. Chào anh. Quá nhiều cái miss call ha. Bây giờ từ 21 năm ở số này ở Phila chắc. Có một người cho rằng tiếc quá nãy giờ đã mất hết 30 phút bị mất wifi. Không sao thì lỡ mất đó. Sau khi mà tôi tạm biệt cái NV Show thì khoảng một tiếng sau quý vị vô sẽ nghe lại đầy đủ nha. Ok. Hello, mời 215. Hello. Đây. Dạ, xin mời 215 ạ. À, 215 đây, Nguyễn Vũ đây. Đây, Nguyễn Vũ đây. Được. Hello. Bây giờ off cái volume dùm đi rồi bắt đầu nói chuyện nha. Hello. Hello. Rồi, tôi nghe đây. Hello. Hello, ông chuẩn bị kỹ quá.
nghe. Hả? Không nghe. Ờ, 215 đi Nguyễn Vũ ơi. À, đây là 703 nghe không? 703 nghe đây. Uh-huh. Rồi, tôi đây. Ok. Nguyễn Vũ nghe được không? Rồi. À, tôi ông già. Ok, ông già. Ông già nói đi. Tôi 215. Okay. Bây giờ trước ta thảo Nguyễn Vũ nghe được không? Nghe rồi, nói đi. Nghe được không? Nữa. Tôi lại ông. Ông tắt cái volume giùm tôi đi. Bà đứng rồi. Bà. Ông tắt được không? Tôi là ông già mà từ giờ tôi nghe tôi lên máu muốn chết rồi. Tôi biết. Tôi cũng phải nói. Tôi biết ông sắp chết á. Ông nói đi không? Ông nói rồi, ông chết. Rồi. Nói đi. À để tôi bình tĩnh chút tôi hết biết nói gì rồi. À chứ rồi tôi nhớ rồi. Ví dụ mà ông luật sư trên nội đó. Ừ. Tôi đồng ý với cái cô hồi nãy nói đó. Tôi cũng không biết cái thằng này phải là luật sư thiệt không. Ừ. Rồi, tôi không biết nó có phải là luật sư thiệt không. Ừ. Mà thiệt hay giả điều đó cũng không quan trọng. Đúng. Ăn thua là cái tư cách. Đúng. Cái đạo đức của nó thôi. Ừ. Chứ tôi nghiên cứu thì tôi thấy á, là ba hồi thì nó nói học ở Úc, ba hồi thì nó nói nó học ở Anh Lê. Mà tôi không biết nó học cái gì. Nhưng mà tôi cái chủ đề tôi nói đó là tôi bực ở cái vụ mà trình hội ủng hộ mày không. Bây giờ tôi ngắn gọn qua đề nghị vậy. Ừ. Là hãy mở một chiến dịch tẩy chay trình hội. Ừ. Kêu gọi các ca sĩ hát suy cho trình hội nó lợi dụng cái lòng tốt của ca sĩ, cái chuyện để muốn được trình hội mời đi show những ca sĩ ra hát suy. Từ chỗ đó nó mới lấy được tiền của bà con. Cái thứ hai là những chùa chiền không nên mời trình hội đến làm gì là tiếp tay cho tội ác. Những cái chùa đó xem không có phước đâu. Rồi khán giả đừng đi xem trình hội. Đây là một cái thằng dởm, một cái thằng đứng trên giai kỳ duyên để nổi tiếng. Rồi bây giờ mai thôi thì bây giờ Lý Tống đâu? Tại sao Lý Tống nghĩa là tấn diễn đạo cho nên mà cái thứ ma Michael này mai mốt qua đây đó kiếm Lý Tống ra hoặc là tinh thần Lý Tống để tẩy chay cái đám này, tẩy chay xin hỏi. Ừ. Ừ, ok rồi, để cho ông đó. Như vậy là ông sống lại rồi đó. Ông mà không nói bữa nay ông chết đó quý vị, tôi hiểu. Cho nên để cho ông nói. Ok, bây giờ có quý vị nào nằm trong hoàn cảnh giống như ông vừa rồi không? Mà nếu có đó gọi vào nó đi, đừng có ôm. À, đừng có ôm bệnh tức rồi chết, tôi mang tội nha. Hello 617. Hello. Vâng, tôi nghe anh ạ. Rồi, ông anh, ông bà anh. Vâng. Rồi. Vâng, thưa anh, cho tôi nói về vấn đề mà của Michael với lại vấn đề mà nhân quyền nữa. Ok. Mà cái cả anh Kinh Hôn nữa, từ sáng giờ tôi nghe rất nhiều lần. Vâng, thưa anh. Anh còn nghe tôi không ạ? Ông cứ nói tự nhiên không... ông cứ nói tự nhiên đi. Vâng, thưa anh như vậy rồi. Tất cả những người mà theo tôi được biết là ông chủ tịch về cái vấn đề mà thuyền nhân đưa đón người tàu kia đó, thì ông có đưa ra quyết định đưa ra một cái nghị quyết là đưa trình lên cho tổng thống cái vấn đề mà nhân quyền đó. Vâng. Thì cái vấn đề nhân quyền thì tôi nghĩ như thế này, từ lúc đó trở đi tôi mới nghĩ là ông Trump á, là ông qua Việt Nam không bao giờ ông nói về vấn đề nhân quyền đâu. Nếu mà ông có nói vấn đề nhân quyền nhưng ở trong đó chỉ nói phớt qua thôi, ông không chú tâm. Là vì sao? Là vì thưa với anh như thế này này, tôi cho quý vị như thế này, là vì mình muốn kém người bạn về với mình. Mình khi mình đến nhà người ta, mình không thể nào mà moi móc cái tật xấu của người ta ra được. Người ta bất mãn, người ta sẽ và người ta sẽ theo cái người mà người ta thường theo nó thôi. Dứt khoát như vậy, rõ ràng như vậy thôi. Là vì những cái anh mà đưa cái nghị trình hay là những cái anh mà đưa cái vấn đề mà nhân quyền đưa lên tổng thống á, là những yêu nước thật sự, rõ ràng như vậy thôi. Nhưng mà không phải đâu. Mà ta nói nghe rồi nước Mỹ không bao giờ mà ấy về vấn đề nhân quyền Việt Nam đâu. Tôi thật, không bao giờ. Đến khi nào người Mỹ đặt chân lên đất nước Việt Nam và đặt chân lên cái cảng cấp lên là một. Với thứ hai đó là cái
cái bồi dầu hỏa Washington làm cho các toàn dân là cho nhân dân Việt Nam có công an việc làm, nên lúc đó từ từ người ta sẽ hiểu ra làm sao phải có nhân quyền như thế nào nước Mỹ, người ta hiểu nước Mỹ như thế nào, rồi người ta từ từ người ta xét xét thôi, chứ không bao never nước Mỹ không bao giờ mà đã đấu đến nhân quyền Việt Nam đâu. Nếu mà đã đấu đến quyền Việt Nam thì cái người Việt Nam đó người ta sẽ theo Trung Quốc liền, người ta nhà theo Trung Quốc. Bây giờ chúng tôi muốn kéo thăm người bạn với tôi đến nhà người bạn, không khi nào mà tôi ngoi những cái tật xấu của người bạn đó tôi nói, mà tôi bắt người bạn phải theo ý tôi được, nó không bao giờ. Không bao giờ nó là như thế, nhưng mà các anh phải hiểu, em phải hiểu như vậy. Hello, rồi ông bà anh đã mất rồi, bây giờ mời một người khác trên đường lái. Hello. Giờ nói không có nổi về tiếng thì cũng nhỏ rồi, không tên tuổi. Hello, bây giờ có nghe gì không ạ? Hello. Đang nghe rồi. Hello, chị Thủy đây. Đang nghe. Ở Việt Nam đây. Đang nghe. Chị Thủy muốn nói một điều như vậy này. Cái con ca sĩ rẻ tiền Mai Khôi đó là một cái con ca sĩ không có tiếng tăm gì ở Việt Nam cả. Nhưng mà được thằng Trình Hồi nó bảo trợ qua thì để ra bây giờ để cho cái con ca sĩ nó đái lên mặt thằng Trình Hồi đi. Hết. Ok, dứt khoát phải không? Dứt khoát phải không? Với là bên này chỉ muốn nói một câu như vậy này. Okay. Bên Việt Nam người ta đang mừng cái sự thành công của ông. Mừng cái sự thành công của ông Donald Trump qua, ông tổng thống người Mỹ qua, một cái tổng thống cương quốc. Người ta đang mừng chưa hết thì là một cái con rẻ tiền như vậy để thằng Trình Hồi nó lợi dụng, nên chỉ bây giờ để cho cái con rẻ tiền nó đái cái mặt thằng Trình Hồi á. Ok, bây giờ nó phải leo lên đúng không? Rồi chị hết. Cho nó leo lên. Ok. Ok, quý vị, đó. Mỗi người là một ý mà. Chúng ta nói đó, khi mà đã nói là nó sẽ ra chuyện. Ok. Tôi đã nói rồi. Quý vị mà không nói đó, mà để cho tụi trẻ Việt Nam mà càng ngày nó gọi qua nó nói giống như Long vừa rồi đó, chúng ta sẽ feel guilty lắm quý vị. Chúng ta sẽ đầy dây dứt. Cho nên quý vị, thay vì chúng ta có những cái ưu tư, thì đây là cái lúc chúng ta phải nói ra tất cả điều gì được, điều gì không được, và con người nào không được, chúng ta làm lại từ đầu. Không thể để tình trạng như vậy hoài được. Xin mời 617. Hello. Đó, vâng, thưa anh, tôi đang nói chuyện với anh mà tôi hồi bị cắt ngang rồi, thưa anh. Cũng ông nữa. Bây giờ ông nói thêm gì nữa này? Bây giờ ông nói gọn lại giùm tôi. Vâng, thưa anh, tôi sẽ nói gọn lại. Là vì người ta, nước Mỹ không bao giờ về qua bên, thí dụ như Trung qua bên Việt Nam như vậy đâu, không bao giờ ông nói chuyện với vấn đề nhân quyền với Việt Nam đâu. Là vì muốn, ông ấy muốn là cho Việt Nam thấy cái tỷ người nước Mỹ sẽ đến và nói chung Việt Nam trong cái vấn đề và vấn đề kinh tế là một vấn đề. Okay. Là hai. Ông anh, những cái điều dạ. Những điều ông vừa dẫn giải đó nha, tôi tin rằng 80% ai cũng biết hết đó. Bây giờ đó ông xoáy vào cái đề tài, khi mà ông nghe cái phản ứng trong ông là gì? Ông nói là cái tâm trạng, cái phản ứng khi ông là một người Mỹ, rồi ông nghe một người đái lên mặt Tổng thống Mỹ, rồi ông nghe một thằng ở Mỹ hỗ trợ cho con nhỏ rẻ tiền, cái tâm trạng ông là gì? Vâng, được rồi. Được rồi. Rồi bây giờ ông thôi nói... Để lần sau tôi sẽ nói chuyện với lần anh, sau, nhá. Lần anh. Sau đi ông anh. Ok, lần sau đi ông anh. Ok. Đó. Bây giờ... 309 từ Illinois ha. 309. Hello. Huy Vũ. Dạ, chào anh. Chào anh Huy Vũ. Bây giờ em chỉ có một câu nói thôi. Ok. Em đứng theo bên anh Hoài Vũ. Bây giờ vấn đề kéo cờ anh cũng làm cho những đồng bào bên này và bên kia hết rồi. Em lúc nào cũng ủng hộ bên cạnh anh, sát dán với anh. Khi mà anh có chuyện gì thì tụi em có chuyện đó. Riêng thằng Tịnh Hội, em muốn nhờ anh
kéo cờ giải quyết. Đẹp, im dịu, bảo vệ tổng thống cho. Vậy thôi. Anh chưa hiểu ý em là muốn anh làm gì. Anh chưa hiểu cái ý, em nói lại rõ coi. Anh em chỉ muốn biết là mình nên làm gì cho nó. Cảm thấy nó là một con người khùng điên. Đây. Thì bây giờ đang làm nè. Bây giờ đang làm nè nha, yên tâm. Nó là một thằng rẻ tiền, không có đáng giá. Ok. Bây giờ đang làm. Bây giờ đang làm. Hello 805 à. Trời ơi, quý vị sao mà nó rột rạc quá đổi. Không biết là quý vị chuẩn bị cái gì khi gọi vào mà. Hello. Trời ơi, trước khi gọi vào mà tôi nghe trong nhà nó xào xạc từ dưới lên trên. Tôi không biết tại sao luôn quý vị. Ai da, một cái phone call mà đi qua tới quá nhiều cái giai đoạn mà tôi cũng không hiểu được luôn. Bây giờ hello yeah. Em again. Hello. Yeah. Rồi. Tự nhiên em mất sóng. Tiếp tục. Em muốn gửi những cái thông điệp này lên cho những người ở bên Cali. Và mấy ngày trước em có những chuyện buồn, em ở Việt Nam. Rồi em mới vừa về lại Mỹ thôi. Em đi Việt Nam chỉ có 10 ngày thôi anh. Nhưng mà đất nước Việt Nam còn nhiều cái biên kịch đau thương lắm. Cần tiếng nói của anh nói để sấy trong lòng những người Việt Nam còn trẻ. Họ phải hiểu những cái gì ngôn luận của anh đưa ra bây giờ. Em rất hoài bão những cái gì của anh đưa ra bây giờ. Việt Nam chỉ có dọn dẹn 10 ngày thôi, anh ví dụ. Ok, rồi. Lúc nào em cũng mang cái thông điệp của anh để trên máy phone cho những người bạn trẻ. Rồi hiểu. Thấm đi rồi mới biết con người mình đang cần gì và cần gì. Cái này là món ăn của mình đang có hàng ngày. Và anh này là một người như thế nào để đưa một bàn cờ mới và một trí tuệ mới. Em đã đi 10 ngày đó. Em chung em tai nạn chết ở Việt Nam. Em không phải chuyến đi ăn chơi. Nhưng mà sau khi đó em về lại Mỹ, em đau thương cho những người Việt Nam còn lại. Và mình không biết mình làm gì cho họ. Những tiếng nói của anh đem lại cho họ những cái ấm áp cuộc đời, những cái may mắn mà người ra hải ngoại. Đừng có bao giờ mà bày theo cái tiếng nói anh là bày đèn sang chỉnh hỏi, phải bẻ nó, phải làm gì cho nó. Chứ không có để nó, con người nó như vậy, nó sẽ làm đi một cái nhân cách của người Việt mình ở tại hải ngoại anh à. Ok em, rồi anh hiểu ý em. Ok, anh hiểu. Dạ. Rồi, dạ. Chia tay dạ, từ đây. Dạ. Ok. Của 703. Hello. À, cái số 703 vừa rồi gọi vô bị missed call đó. Thì tôi đang return cái phone call để cho quý vị có tiếng nói đồng điệu đó. Không biết là quý vị có nghe. Nếu mà nghe thì pick up cái phone giùm ha. Còn nếu không thì tôi lại chuyển qua một số điện thoại khác. Ok, tại vì thấy quý vị cũng nhiệt tình gọi 2-3 lần thì tôi cố gắng lắm. Ôi cha, bây giờ quý vị text vào đây tràn ngập, làm sao tôi đọc hết đấy trời. Mấy trăm cú phone, rồi bên email nữa. Mà bây giờ nếu mà không đọc đó, mà để qua ngày mai đó quý vị, thì nó lại qua cái 703 đây phải không? Phải cái người mà nãy 703 hồi nãy gọi vào đúng không ạ? Hello? Yeah, hi. I don't speak Vietnamese, but I have a message. Maybe you can translate. Okay, do it. Go. Okay, so about this lady with the sign, I know the Vietnamese people feel ashamed, but I want them to know that with just one lady in the crowd, Americans will not judge all Vietnamese people because we are used to this kind of thing. If there was many people holding the sign, that would be one thing. But Americans know that when you have a lot of people, there's always one or two that are
bad. We don't judge Vietnamese people because of this lady. This lady is just like the liberals in America. She's low class, uneducated. But we don't judge the rest of Vietnam. We want friends with Vietnam. You know, my family fought in Vietnam. I have friends who fought in Vietnam. And we want to see Vietnam as a brother with America. My wife is Vietnamese. You know, we love your country. And we are all praying that Trump can bring us together and make Vietnam strong while he makes America strong. Hi, hello. Tell me your name, please. My name is Mike. Hi, Mike. Mike White. Hi, Mike. Yes. You make me cry. I make myself cry, too. You make me cry. That's why, okay. I stopped you and I translated for my audience now. Thank you very much. You're calling and I love your comment, okay? And continue to listen. I sent you an email, too, when you get a chance. Check it out. It's okay. From Airborne 80. All right, okay, sir. Thank you. Thank you, Mike. Okay, thưa vị. Đây là một người Mỹ đích thực đang ngồi nghe đài với người vợ là Việt Nam. Và một người Mỹ đang nói những điều giống như trong bài diễn văn Donald Trump đã nói với dân tộc Việt Nam. Người Mỹ coi con nhỏ này chỉ là con nhỏ rẻ tiền, không có đáng gì cả. Giống như nãy giờ tôi đã nói. Vì vậy người Mỹ không bao giờ quan tâm về con nhỏ rẻ tiền này cả. Nhưng mà người Mỹ đang quan tâm cho một đất nước Việt Nam. Và người Mỹ cũng đang nghĩ rằng giữa Việt Nam và Mỹ hãy xem như anh em để xây dựng một quan hệ tốt đẹp. Vì anh ta, vợ anh ta là người Mỹ, anh ta cũng đang yêu đất nước chúng ta. Và anh Phil mắc cỡ lắm. Tôi dịch cái chữ mắc cỡ thì nghe nó nhẹ lắm. Và chúng ta rất là nhục nhã để nghe một người Việt Nam tại Mỹ để đái vào mặt tổng thống chúng ta. Trong khi một người Mỹ đích thực tin tưởng rằng cái chuyện giữa Mỹ và Việt Nam sẽ là một điều tốt đẹp. Và qua đó để làm gì? Cái chuyến đi của Donald Trump là một cái gạch nối. Tôi đã nói rồi, trong tất cả các bài diễn văn của ông Trump đó, nó trên cả cái điều mà thằng Trịnh Hội nó muốn nữa. Những cái cách đồ họ của thằng Trịnh Hội là thằng nhà quê. Những người có tư tưởng như ông Trump đó, họ đi xa hơn điều chúng ta nghĩ. Ông ta đi trên cả vấn đề dân chủ và nhân quyền. Dân chủ và nhân quyền mà chúng ta không có một đất nước đích thực, chúng ta không có một chủ quyền đích thực, thì còn gì một quê hương, một dân tộc. Và những lời nhắn gửi trong đó, 2000 năm bà Trưng bà Triệu đã gìn giữ cái đất nước này cho các bạn. Các bạn phải biết gìn giữ nó, đừng để cho ngoại xâm. Ngoại xâm là ai? Những kẻ gian dối là ai? Trên cả tuyệt vời, quý vị. Những điều như vậy đó, quý vị phải suy ngẫm, đừng để cho tụi nó tuyên truyền. Cái vấn đề của ông Trump là một tư tưởng. Là một tư tưởng, là một người gieo rắc một cái hạt mầm đầy tốt đẹp. Cho nên hôm nay quý vị nghe một người Mỹ đích thực đã nghe Ngụy Vũ Radio và ông ta đã nói những lời như vậy. Chúng ta cần phải suy ngẫm. Đừng có nghe cái cách tôi đã nói lại rồi. Những cái lối của thằng Trịnh Hội á, cái lối rẻ tiền. Chúng ta phải học vào những con người đã đi qua bao cái thăng trầm, đã đi qua bao cái chết chóc. Trong bài diễn văn ông Trump, ông đã nói tất cả giùm chúng ta rồi. Ông đã nhắn nhủ tới chính quyền Cộng sản Việt Nam, ông nhắn nhủ tới giới trẻ Việt Nam. Thay vì chúng ta đây kêu gào về Biển Đông, về Trung Quốc, đừng có ăn hàng độc, đủ thứ chuyện, chúng ta đâu có làm đâu. Vậy thì từ đâu, trong sâu thẳm mà ông Trung cũng gói ghém trong bài diễn văn 30 mấy phút. Vậy mà tụi nó không có sự ghi nhận đâu cả. Không sự ghi nhận đâu cả. Và mấy ngày nay liên tục nó muốn lái quý vị về một hướng khác. Nhưng mà tôi thưa với quý vị, cái sự hiện diện của ông Trump trong bài diễn văn ông Trump, quý vị coi kỹ lại đi. Ông chửi vào mặt
cái tụi Trung Quốc đó, ông chửi còn mạnh hơn chúng ta nữa. Và khi ông chửi vào mặt Trung Quốc đó, là ông gửi gắm cái thông điệp cho chính quyền, ông gửi cái thông điệp cho nhân dân Việt Nam và cái thông điệp cho tuổi trẻ Việt Nam phải biết làm cái gì để gìn giữ cái tổ tiên ông bà. Ông gieo rắc một cái lòng thành thật, cái sự minh bạch trong một quan hệ. Tôi không bao giờ bỏ các bạn cả. Và tôi muốn rằng nếu tôi đặt cái nước Mỹ lên trên hết thì các bạn cũng hãy đặt cái quyền lợi đất nước mình lên trên hết. Ông đã nói một câu rất chân thành rồi. Tôi gọi đó là học thuyết Donald Trump. Bởi vậy tôi mới nói đó, cái bài diễn văn đó đó không phải là hiểu một sớm một chiều. Nhưng mà thời gian càng nghiêng ngẫm, tôi cũng phải nghe đi, nghe lại từng đoạn từng câu. Sâu sắc quá quý vị. Bữa nay thêm một người Mỹ đích thực, đây là người Mỹ thứ hai. Một người Mỹ thứ hai, một người Mỹ thứ nhất đó, từ New Jersey, kêu một người vợ chạy lên Kobe House để ngồi nói chuyện với tôi. Và họ ngạc nhiên về một người Việt Nam như tôi mà nói về nước Mỹ. Họ ngạc nhiên một người Việt Nam như tôi mà nói về chính quyền của Trump. Họ bắt cô vợ phải chở lên tận nơi. Bữa nay có một người Mỹ đang ngồi nghe đài quý vị. Right time. Không bao giờ tốt đẹp hơn như lúc này cả. Và chúng ta bắt đầu phải tịnh niệm. Phải cần loại bỏ những điều phải loại bỏ. Để đem ra những điều mới mẻ bằng những tư tưởng từ ở quý vị. Tôi tin rằng thưa quý vị, tôi theo dõi trên social media mấy ngày nay, không có một người Việt Nam nào mà chấp nhận cái hành động của con nhỏ rẻ tiền đó hết cả. Nha. Không bao giờ hết. Quý vị đừng đánh giá thấp của tuổi trẻ trong nước. Thì ngược lại, có một thằng tại Mỹ nè, nói những lời như vậy đó, mà chúng ta không làm được gì đó, chúng ta tự mắc cỡ với chính mình, giống như cái lời của Mai vừa nhắn nhủ đó. He feel a Sam. What we talk about? Và tôi check lại đúng như lời của Mai nói đó. Anh ta viết cho tôi một cái email. Và anh ta thấy rằng tôi cần phải làm nhiều hơn nữa và thêm nhiều hình ảnh nữa đó. Và cái sức thu hút nó sẽ càng vĩ đại lắm. Thì đó là sự gợi ý của anh ta. Nhưng mà tất cả mọi thứ đó quý vị, tôi step by step. Tại tôi còn nhiều thứ phải lo quá. Lo về audio, lo về YouTube, lo về website, nhiều thứ lắm quý vị. Nhưng mà tôi tin rằng nếu tôi bình yên thì cái chính là gì? Tôi muốn chuyển tải nhiều cái thông điệp đến quý vị nhiều hơn qua từng ngày. Một người Mỹ gọi vào nói chuyện với chúng ta. Right time. Vì vậy đó quý vị, ok, cho nên tại sao tôi cho rằng cái hệ lụy, đừng tưởng rằng chúng ta chửi ông Trump giống như là truyền thông tị nạn đó, rồi chắc ông Trump mà không biết, ok, thì khi đó, thưa quý vị, chúng ta thử đặt lại câu hỏi xem. Thay vì chúng ta kỳ vọng ở ông Trump, ở Melania phải làm gì cho chúng ta đó, thì chúng ta tự đặt lên ngực mình hỏi rằng tụi nó đã làm gì cho ông Trump không? Bỏ lá phiếu cho ông nó còn không bỏ. Nó còn chửi ông, nó còn sỉ nhục ông, rồi nó còn kêu người Việt đừng bỏ phiếu nữa. Rồi bây giờ ông đắc cử rồi, nó chửi nó đồ đá lên mặt ông nữa. Hả?
Quý vị thử nghĩ coi. Bỏ lá phiếu nó không bỏ. Không bỏ mà nó còn kêu gọi đừng bỏ nữa. Ok. Rồi bây giờ ông đắc cử xong, rồi nó bắt ông phải làm cái này cái nọ, rồi không làm theo đúng ý đó, thì đồ đá lên mặt ông. Đây là gì quý vị? Tôi chỉ nói đơn giản, đừng có nói chung quanh đó. Đây là cái vấn đề nhân cách. Mà một cái thằng như vậy đó thì mang lại điều gì cho dân, cho nước? Hả? Đây nè, nói cái gì phải chứng minh. Mỗi lần nói như vậy tôi phải lục ra tài liệu. Quý vị nghe nó chửi ông Trump nè. Nó chửi từ ngày mà khi mà cái cuộc tranh cử đang bắt đầu giằng co đó. Nó vừa chửi mà nó vừa áp đảo, nó vừa áp lực, nó brainwash đồng bào chúng ta đây nè. Ý để làm gì? Để đừng có bỏ cho ông Trump. Cũng ok. Nhưng mà chửi đã không được rồi. Ông đắc cử rồi. Ok, giờ quý vị nghe lại cái này. Quý vị nghe lại cái này đi. Nghe đi. Nghe để cho thấu hiểu. Phải nghe hoài cái này đấy, quý vị mới tính ra được. Thì bây giờ, đến giờ này đó, mà cái lòng thâm thù nó vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Ready? Đứng đắn, trí thức, nữ cường nhân, sẵn sàng, một người phụ nữ thông minh, dân chủ, đầy quyền lực, bảo vệ nhân quyền. Sống trong một đất nước tự do thì chúng ta phải sử dụng quyền tự do của một công dân. Ngày 8 tháng 11 sắp tới là một ngày rất quan trọng. Ngày 8 tháng 11 sắp tới là một ngày rất quan trọng. Rất quan trọng. Vì chúng ta phải lựa chọn. Chúng ta phải chọn giữa Hillary và một người thiếu kinh nghiệm, kỳ thị chủng tộc, ngu xuẩn, ăn nói bừa bãi, khinh thường người di dân, khinh thường đàn bà phụ nữ, chống đối những người tị nạn, làm mất mặt cả một đất nước, cho nhân loại. Xin quý vị hãy đi bầu ngày 8 tháng 11. Đi bầu. Cá nhân tôi chọn lựa bà Hillary. Mọi người phải chọn. Is that right? Hashtag là gì? Hashtag làm nên lịch sử. Làm nên lịch sử. Quý vị biết không, mỗi lần tôi nghe là cái này đó, tôi không phải là tôi ghét, quý vị biết không, tôi bực mà biết sao không? Tôi cười ra nước mắt. Nhưng mà nếu bình thường, tôi đã nói quý vị, nếu mà không có sự kiện của Donald Trump á, thì nó không xô ra được nhiều thứ đâu. Nó xô ra hết đấy quý vị. Từ bản chất con người, sự ngu dốt, lòng thù hận, Thấy hết. Thấy hết. Ok. Bây giờ có một cái điều quý vị đang đặt vấn đề rất hay. Ok. Nhưng mà quý vị, tôi nói quý vị thế này nè. Những ngày qua quý vị nghe tôi nói chuyện về trung tâm ESA chứ gì? Quảng cáo cho trung tâm ESA, cho chị Thi Văn, và tôi nói về ông Anh Bằng. Hai chuyện này quý vị tin tôi nha. Khi tôi đã công khai làm chuyện này đó, quý vị cứ tin đi, chị Thi Văn và Eja sẽ nghe lại cái này. Bạn bè của Trịnh Hội hôm nay sẽ nghe hết, quý vị đừng có lo. Tràn ngập. Thì cái việc mà quyết định đó là ở Eja nha. Ok. Thế thì bây giờ quý vị muốn hỏi tôi, quý vị đưa tôi đến cái tận cùng rồi. Như vậy thì bây giờ cuốn DVD 80 có Trịnh Hội trong đó, thì ông Nguyễn Vũ nghĩ sao? Ok quý vị. Quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ. Ok. Tôi không bao giờ, ok, mà tôi cho rằng cái chuyện giữa ESA và Trịnh Hội là một cả. Thì cái chuyện này là chuyện của họ quyết định. Nhưng cái chuyện cái lòng của tôi đối với cố nhạc sĩ Anh Bằng, đối với chị Thi Vân, không bao giờ thay đổi gì cả. Nhưng không phải những điều đến ngày hôm nay mà Eja hay là chị Thi Vân sẽ không biết về điều này. Ok. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng
Những phản ứng quý vị hôm nay như vậy là đủ chưa? Đủ chưa? Đó là câu hỏi của tôi. Trừ khi nào quý vị thấy rằng đủ, và Eza cảm nhận một điều là gì? Chúng ta không xứng đáng để đi nghe những cái lời lẽ nữa đó. Họ biết phải làm cái gì? Họ biết phải làm cái gì? Cái chuyện ngày hôm nay Eza và chị Thi Văn có nghe không tôi không biết. Nhưng mà tôi sẽ gửi gắm lại cho chị Thi Văn để nghe. Quý vị tin tôi. Khi tôi đã đưa một vấn đề sòng phẳng thế này rồi, tôi không còn nhầm lẫn gì đâu. Và tôi có tiếp tục để kêu gọi quý vị ủng hộ cho Eza hay không, là nó phải sau cuốn này nè. Còn bây giờ mọi chuyện nó xong rồi. Ok. Bây giờ mọi chuyện nó đã xong rồi. Quý vị cứ tiếp tục ủng hộ để làm gì? Để cho họ tiếp tục, để cho con thuyền của Eza nó tồn tại, những cái lời nguyện của ông Anh Bằng. Nhưng mà cái next video 81 đó, ok, là một cái chuyện khác. Và quý vị cũng sẽ nghe thái độ tôi khác nữa. Hai cái này quý vị đừng lầm lẫn gì với tôi cả. Ok. Không phải là cái chuyện mà tôi vì vấn đề quảng cáo mà tôi phải để lầm lẫn chuyện này đâu. Cái khác biệt của tôi là như vậy. Tôi cũng xin thưa luôn nha. À, từ ngày mà Eza có show ở dưới New Jersey và đến cái Eza ra mắt DVD và kể cả cái Eza 81, thưa quý vị, tất cả từ trong sâu thẳm của tôi là bằng cái lòng kính trọng đối với nhạc sĩ Anh Bằng. Giống như những gì tôi từng nói về ông Lam Phương, tôi thưa với quý vị đó, trên tinh thần của tôi chưa bao giờ nghĩ tới mà làm như vậy để kiếm một cái chân trong Eza hay là kiếm một cắt bạc đó quý vị. Đó là lòng thành của tôi từ khi mà sau một cơn bệnh đó, chị Thi Vân đã tỉnh dậy và chị thấy rằng chị phải lèo lái con thuyền của Eza, và điều đó tôi xúc động. Và tôi tự nguyện để đóng góp, để giúp cho chị một tay. Tôi truyền bá cái tinh thần này để cho con thuyền của Eza tiếp tục tồn tại. Nha quý vị. Vì vậy, quý vị hãy trân quý giống như những gì tôi trân quý khi mà ông Anh Bằng ra đi. Và ông không muốn con thuyền của Eza nó bị ngậm chìm. Tại vì sao? Nó cũng có những ân tình với chúng ta sau 20 năm. Ok. Rồi nếu đó, cái nhân cách của chị Thi Văn là con gái của ông Anh Bằng đó, mà nếu như trình hội đó, thì ông nội tôi một lời tôi cũng không nói nữa. Rồi có đưa tôi 100.000 tôi không thèm nói nữa. Nhưng mà không phải. Chị Thi Văn là con người đặc biệt, rất hiền hòa, rất dễ thương, và đã hy sinh quá nhiều cho con thuyền của Eza rồi. Vì vậy, trong nhiều hoàn cảnh xảy ra, chị cũng có những cái cô đơn tột cùng để mà chèo chống cái con thuyền. Thì bây giờ đó, quý vị là những người chống phụ. Quý vị là những người chống phụ. Những gì tôi nói hôm nay, thưa quý vị tất cả trong sâu thẳm của tôi, hãy loại bỏ chuyện giữa Trình Hội và Eza ra một bên. Điều này nó không nằm ngay trong thời điểm này, trong cái DVD 80. Thành thật quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ. Nhưng bởi vì chúng ta mới bắt đầu từ hôm nay mà, còn trừ khi nào mà nó còn lẫn lộn cái chuyện mà đến cái chương trình DVD 81 đó, mà tôi còn ngồi tôi nói tha thiết những điều này mà nó vẫn còn hiện diện trên hội trên cái DVD 81 là một chuyện khác. Đó là gì? Đó là tôi. My way. Quý vị đừng lo ngại về điều này ha. Ok. Bây giờ những điều tôi chia sẻ như vậy, vừa chia sẻ về cái chuyện Eza đó, quý vị nào bằng lòng với tôi một chút trước khi tạm biệt không? Tôi muốn nghe cái lời đó trước khi tạm biệt. Quý vị nào bằng lòng của sự chia sẻ vừa rồi của tôi không? Đây là tất cả những tình cảm của tôi đối với một người đã cống hiến cho cái nền âm nhạc Việt Nam. Ông là một người đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, từ cái bài Nỗi Lòng Người Đi đến Đêm Nguyện Cầu, đến Con Đường Việt Nam. Ông rất tha thiết với tình tự, với dân tộc,
ông là người đóng góp quá nhiều. Và ít ra ông có ra đi rồi, nhưng mà văng vẳng bên tai chúng ta vẫn còn nghe những ca khúc từ khúc Thủy Du đến Anh Còn Nợ Em đến Mai Tôi Đi. Làm sao tôi quên được những điều này quý vị? Khi mà mỗi lần tôi nghe những ca khúc, tôi có những xúc động. Và đó là cách tôi bày biện cái lòng biết ơn với một người đã cống hiến. Bây giờ có hai một năm, tôi muốn quý vị nói về cái điều tôi vừa nói nha, đừng nói chuyện khác nha. Hello. Ê, đồng lòng ủng hộ, đưa hai tay lên. Đúng không? Đồng ý đúng không? Đồng ý. Yes. Rồi ông già hai một năm rồi, đồng ý. Yes. Đồng ý. Ok, rồi. Cũng như hồi nãy tôi đã kêu gọi là tẩy chay tình hội đó, bây giờ là chú kêu gọi như vậy là quá hay luôn, trúng ý luôn. Nhưng bây giờ cuốn 80 này phải ủng hộ. Phải. Đúng không? Đồng ý luôn. 80. Đồng ý. Sao cuốn 80 này? Đúng vậy, đó, đúng vậy. Tôi nói cái gì rất công bằng. Rồi, ok, bây giờ ông rồi, nghe. Rồi, tôi coi. Bây giờ ông nghe 408 thử có cùng cái ý tưởng với chúng tôi không? Quý vị chỉ nói trong cái điều tôi yêu cầu thôi nha. Đừng có đi ra ngoài đề nữa. Để tôi biết rằng. Bây giờ mời 408, hello. Dạ, chào anh lái đò Nguyễn Vũ ạ. Dạ vâng. Thưa anh, tôi đồng ý với anh cái điều anh vừa nói đó. Là từ 21 trở đi anh sẽ đi trên con đường của anh. Tôi rất là đồng quan điểm với anh cái vấn đề đó. Và cái suy nghĩ của tôi nó cũng tương tự như đó. Sau vậy thì còn cái anh Trịnh Hội thì cái tư tưởng của tôi cũng suy nghĩ về anh ta trước khi anh ta lấy cô Kỳ Duyên. Lắp chóc. Vậy thôi tôi nói vậy đủ rồi chứ anh. Ok. Bây giờ dạ. Chị biết sao tôi nói luôn không? Dạ. Nói là đúng chứ phải nói luôn chứ con để bao giờ mới nói được. Thực sự không phải là cái chuyện mà bây giờ nó xảy ra tôi mới nói đâu. Nhưng mà với tôi nha, tôi nếu tôi là một producer đó, tôi nói thật luôn. Tôi nói cái ngày mà trước lần, cái cuốn DVD trước lần. Về cặp mắt nhìn của tôi đó. Dạ. Trình Hội không có khả năng MC gì cả, tôi nói thẳng luôn á. Dạ. Tôi khẳng định luôn, nhưng mà tại vì tôi không biết tại sao thôi. Nhưng mà cái chuyện đó tôi tôn trọng. Ok, chuyện của họ. Nhưng mà trong mắt nhìn của tôi đó, tôi nói thật quý vị đó. Thì đây là cái dịp mà để cho Eza nhìn lại cả hai vấn đề. Cả một khả năng nữa chứ mà là cái chuyện vì chuyện này không đâu. Dạ. Nhưng mà trước đây, trước đây tôi có nhiều cái ý tưởng như vậy mà tôi không có trình bày. Tôi nói kệ họ, chuyện đó của họ. Dạ. Tôi và anh cũng là một đại diện nói cho những người Việt Nam ở đây đó thưa anh. Rồi còn một điều nữa là cái ông Mai, ông Mr. Mai, ông nói trên radio đó là tôi cũng gửi lời cảm ơn ông luôn đó. Ông nói thay thế cho tôi đó. Yes. Đúng là Sinat Edu. Ông nói rất là đúng. Và cái tư tưởng của ông ấy rất là mép với tôi. Và cả anh lái đò Nguyễn Vũ nữa. Ok, rồi nó bây giờ mời chị nghe một người không phải là lái đò đi. 619, hello. 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 Ok, bây giờ quý vị tôi nói rất là rõ ràng. Ok, tôi nói rất là chân tâm đó. Cái vấn đề đó, Eza có nhận được, tôi nói thẳng luôn, tôi đánh một cái game luôn đó. Giữa tôi và người ấy, Eza chọn ai? Quý vị bỏ phiếu đi, tôi nói thật luôn á. Quý vị thử bỏ phiếu trước cái game này đi. Sau sự kiện này, giữa tôi và người ấy, Eza chọn ai? Cả hai luôn. Về khả năng, về mọi thứ luôn. Quý vị thử đánh cái game này với tôi đi. Hello. 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 Hello, nghe được không ạ? Nghe được. Thôi mình đúng không? Dạ. Ok, tôi đồng ý 100%. Rồi, good. Thì cái vụ đó bỏ là phải xa không có lỗi gì hả? Đúng. Bây giờ. Ok. Rồi, cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Ông là cái ông hồi nãy mà ông tức ông sắp chết đúng không? Phải không ông? Không phải. Ông tôi, khác. Ok, là ông khác, ok. Nếu không phải thì bây giờ mời ông. Ông khác. Ok,
Kể trở lại với 408. Hello. 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 Yes. Dạ. Chào anh Huy Vũ. Huy Vũ nghe đây. Theo dõi đài anh nhiều lắm. Anh có tánh tình rất tốt. Và cô Thi Vân thì cũng rất dễ thương. Anh cũng biết anh qua Vũ Ánh, nhà báo. Anh là một người chân tình. Dạ. Thì nói chung là trình độ cũng có sự sơ xuất như vậy. Nhưng mà dù sao giờ mình cũng là người Việt Nam. Mình cũng ủng hộ đài hay ra cho cô Thi Vân. Thì cái đó là chỉ bất ngờ mình đâu biết được xảy ra. Nếu mà sao mà Isa 81 nữa mà trình hội còn lại MC nữa, chắc người ta không thấy trai. Anh đồng ý không? À, cái đó tôi chưa biết. Mời anh về. Tôi chưa biết. Không. Vâng, mà mời anh về làm anh MC là hay quá. Anh nói gì có duyên mà lại đàn hay nữa. Không bao giờ. Tôi thẳng với ông luôn đó. Nếu mà tôi làm đó nha, tôi đã làm từ lâu rồi. Mà tôi đứng đó làm sao có thằng trình hội có cửa, tôi nói thẳng luôn đó. Nhưng mà tại tôi không muốn làm. Đúng rồi. Tôi nói thẳng luôn á, quý vị đừng nghĩ tôi tự hào nha. Tôi về tôi ngồi không, đây nè. Tôi ngồi đây nè. Cũng không có làm nữa, anh về anh tiếp tay với Thi Vân được hay lắm. Tôi không có thì giờ, tôi nói thẳng anh luôn. Bây giờ tôi giúp cho chị Thi Vân, tôi nói thật. Tôi ngồi đây, tôi giúp cho chị nhiều hơn, giống như là ông Steve Bannon như vậy đó. Ông phải đi xa khỏi tòa Bạch Ốc để ông giúp cho Donald Trump. Tôi ngồi đây tôi giúp cho Asia và chị Thi Vân còn nhiều hơn nữa. Và cái đường tôi đi đó, ngoài cái nghệ thuật âm nhạc ra, tôi còn nhiều cái vấn đề lắm. Nhiều vấn đề lắm. Chứ mà tôi mà chỉ cần khoái cái danh như trên nội tôi xin lỗi, làm sao nó có chỗ đứng được. À, nhưng mà không sao, đúng. Chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ tôi đúng. Đã nói mọi thứ phải làm lại từ đầu. Và Asia cũng phải đứng lên bằng cái sự yêu thương của người Việt ở đây. Tôi tin tưởng một điều, người ấy và tôi, cô chọn ai đúng. Bây giờ quý vị bỏ phiếu đi. Chọn không phải là chọn tôi làm MC đó nha. Tôi không làm gì hết đó. Tôi giúp thôi. Rồi, tôi chọn anh. Ok, đó, bây giờ bỏ phiếu đi. Chọn ai? Hello. Cái số 805 này nãy giờ đó, không biết tại sao mà họ gọi vô. Nó tội nghiệp quá, nó rỗng rãng quá trời quá đất. Nó rỗng rãng quá thôi. Bây giờ thưa quý vị, cũng 408 nữa. Hello. Ủa, tôi sorry tôi bị đụng à, cái người này là tự tôi làm mất ha. Bây giờ tôi gọi lại liền. Ok. À, hello. Hello. Trời ơi, tại bên phone anh bị bắt sóng. Dạ dạ dạ, chắc vậy. Ok anh. Anh còn đến like cho người khác nói để tôi nói nhiều quá. Ok rồi. Vậy bây giờ xin trở lại một số khác. Bây giờ thưa quý vị chỉ còn có khoảng 5 cái phone call nữa thôi. Ok. 5 cái phone call nữa thôi là chúng ta chia tay từ đây. Chia tay từ đây. Có chuyện mọi thứ đó, như hôm nay chúng ta nói như vậy là xong rồi đó. Cái thông điệp hôm nay chúng ta nói là nó sẽ vang vọng lắm. Nó đầy vang vọng. Hello. Hello. Yes. Hello. Hi, anh Vũ. Hi em. Hi, anh Vũ. Yeah. Hi. Tại em ngủ mới khóc thì mới nghe được 5 phút thôi thì nghe anh nói đề tài ASA thì em vào trò ủng hộ. Yeah. Ok. Và nói chung em cũng có nhiều cái đề tài để chia sẻ mà hôm nay thì chắc không đúng với hai em không có dịp thức sớm được. Em nghe đài anh cũng mấy năm rồi, có nhiều lắm, với em cũng là thiền nhân, là người trị nạn nha, cùng đảo với anh. Có nhiều cơ hội nào đó anh sẽ thích sớm để chia sẻ nó đúng cái đề tài. Ok em. Và trước hết thì em ủng hộ cái vấn đề ASA anh nói. Okay. Và điều thứ hai đó, em muốn nói, em sửa là cái từ mà tị nạn, truyền thông tị nạn, thì em muốn sửa là tị nạn truyền thông tô xa đúng hơn. Tại vì họ không có xứng danh là cái từ tị nạn, không cái từ tị nạn, mà nhân có anh và em ở trên đó. Họ okay. Không xứng danh là người tị nạn nữa. Okay. Mà tị nạn đúng hơn. Em dùng cái từ tị nạn em thấy đúng hơn, tại vì họ toàn là truyền thông những cái tị nạn, mà không có gì đích thật đâu mà okay, gọi là tị nạn. Chị em cứ đề nghị tôi với anh thì
À, cứ đề nghị, nghĩ cái gì cứ nói. Tại nạn truyền thông, tại nạn bô sa, rồi cộng thêm hai chữ bô sa của anh nữa. Ok. Tại nạn truyền thông, tại nạn bô sa đúng hơn. Ok em. Rồi em có chân nhiều thôi. Rồi chào Việt em. Nam thức chó thì đúng đẹp chia sẻ. Rồi chào em nha. Nhiều hơn. Rồi. Bây giờ 443, tôi nghĩ chắc ông này chắc ông khảm quá. Đúng không ạ? Hello. Hello, người lùa. Thế em tôi đó. Đã quá người lùa. Tôi đoán. Đã quá. Đã cái gì đã? Ông đã cái gì? Ừ. Thế này nè. Ừ. Cho anh khảm lại một câu thôi. Ok. Người ấy là cái ba người, cái chồng ai? Ừ. Chọn ai? Cái đó đó. Ngoài ai là được mà chồng? Ngoài ai là sự thật? Ngoài ai là thương nhân Việt Nam? Ngoài ai là vì dân tộc Việt Nam? Ngoài ai là để lấy con người nhìn đang sống trên đất nước họ hiểu người Việt Nam là người như thế nào? Ngoài ai? Đó là mình vùng tay cho con anh thôi, đừng nói nữa, đừng nói được thôi. Ok, rồi. Bây giờ trước khi tạm biệt, quý vị đừng lầm lẫn nha. Tôi nói như vậy để được chiếm cái chuỗi MC, tôi xin thưa quý vị không có nha. Không bao giờ tôi có ý nghĩ tôi đi vào con đường đó đâu. Ok. Tất cả câu chuyện hôm nay quý vị phải nhớ, quý vị là nhân chứng, tôi nói rất là rõ. Điều mà tôi muốn loại bỏ đó, để chúng ta tránh đi những cái hệ lụy, những cái gương xấu và làm nhục 2 triệu người Việt tại hải ngoại này. Chỉ vậy thôi. Cái chuyện Asia, tôi vẫn dành tất cả cái lòng kính trọng của tôi đối với nhạc sĩ Anh Bằng và tất cả cái lòng cảm mến của tôi đối với chị Thi Văn là con gái của anh Bằng. Tôi sẽ làm tất cả những gì để tôi kêu gọi đồng bào ở đây và tại Âu Châu khắp mọi nơi để đứng bên cạnh chị Thi Văn, để cho con thuyền của ESA nó tiếp tục bình bồng. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay quý vị tin rằng chị Thi Văn sẽ nghe. Tôi là người rất công khai quý vị. Tôi không có tha thiết gì cả, vì tôi cũng chả cần gì cả. Tôi nói thẳng luôn. Bây giờ chỉ có lại tôi nữa. Chị đã từng kêu tôi không làm. Cái chỗ tôi ngồi là cái chỗ lý tưởng nhất là đây nè. Ok. Bây giờ xin mời 480. Hello. Hello. Hello, anh Vũ hả? Chắc chắn, anh Vũ đây. Dạ, em hỏi sao gọi anh Bảo Khánh không được vậy? Bảo Khánh đang làm việc ngoài đó, đang ngồi làm nãy giờ đó. Ồ, em gọi nãy giờ không có được. Có đi anh, em... làm phiền anh. Em gọi số em nào? Gọi lại. Em gọi số nào vậy? Em gọi 703 ở trên cái số cái phone ở trên cái mặt của đài á. Bây giờ em gọi lại giùm anh 703 827 3500 nha. Dạ dạ, cảm rồi, ơn anh. Bảo Khánh đang làm việc. Ok. Cảm ơn anh. Bye. Rồi. Ok. Ok, bây giờ cái lý do trở lại, tôi thiệt nhiều khi tôi nói riết rồi tôi cũng quên nhiều thứ lắm. Bây giờ chuyện Bảo Khánh đó là chương trình làm đẹp cho mấy bà đó. Thì bây giờ nè, tại vì tôi sorry đó, là Bảo Khánh còn mấy lớp nữa sẽ ra trường, cho nên trong lúc này cháu làm đó từ thứ hai tới thứ năm mà thôi. Thì sau tháng 12 cháu ra trường xong đó, thì tôi mới ngồi lại thương thuyết để coi thử là trời ơi, phải make một cái điều ghê lắm quý vị. Lương bổng làm sao, phải trả giá ghê lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Mặc dù là cậu cháu nhưng mà là super manager của tôi. Thì lúc đó Bảo Khánh mới về làm full time để giúp cho cậu, cho đài và cái sản phẩm. Hai cái loại sản phẩm là gì? Dưỡng da và chống nám đó. Tôi rất là vui về chuyện này, quý vị biết không? Nhiều khi tôi cũng quên mất, nó hoài. Chuyện người ta tôi nói dữ lắm. Chuyện đời sống của tôi và gia đình tôi nhiều khi tôi quên mất. Ok, bây giờ mới nhớ lại quý vị. Cho nên bữa nay quý vị nào mà đây cái live hàng thứ hai đã về rồi. Cái live hàng thứ nhất á xong rồi. Quý vị order hết rồi. Mà tôi cũng chưa nói cái tên của cái loại hàng gì nữa. Thì nó vui cho tôi là gì? Bây giờ tôi không nói luôn. Tôi không nói giá luôn nữa. Thì bây giờ cái live hàng thứ hai đã về rồi. Thì tôi nhìn thấy ra Bảo Khánh đang mở thùng ra để sắp xếp, để packing, để mà gửi đến cho những người order. Và lai hàng thứ hai cũng đang vừa mở ra. Cho nên quý vị nào mà mở hàng cho cháu đó, thì gọi về số là 703 827
3500. Bảo Khánh hiện nay bây giờ ngồi từ hôm nay đó là đúng tới 3 giờ mới rời office ha, để mà chương trình làm đẹp cho mấy bà. Còn riêng mấy ông đó, tôi thấy cũng đã âm thầm hỏi nhỏ Bảo Khánh rồi, cái kem này đó có làm cho chú mịn da và trẻ da hay không. Tôi đã bắt được rồi. Thì ra là các ông cũng phải muốn trẻ trung và làm đẹp chứ. Vâng quý vị. Ok, một người cuối cùng, một người cuối cùng trong chương trình 717. Hello. Dạ. Chị ơi, chị Mến. Chị. Phải chị. Mến. Chị mà cái bữa hôm bữa đó là chị nè đây phải không? Phải chị không? Trời ơi, chị bị em la lần rồi. Đó chị nè, phải không? Phải chị nè không? À chị Minh nè chứ, làm như thân lắm. Ok. Rồi ý của chị đó, em nói giữa tôi và người ấy, em chọn ai? Đúng. Thì dĩ nhiên là phải chọn em rồi. Tính hỏi thì dòi, người ta nói dòi bỏ gì sâu gì tùm lum sao chọn được. Chọn em rồi. Ý của chị là vậy. Nhưng mà chọn em không phải là em đứng em làm MC đó nha, không. Em có làm đâu. Không, chị không muốn không đâu, em làm MC. Em làm MC thì chỗ nói với tuổi trẻ Việt Nam mà ai nói. Đúng vậy. Cái đó mới là... Thôi, thì cũng... em, cái chỗ em ngồi em cứ ngồi. Đúng. Nhưng tại sao em hỏi thì chị trả lời. Rồi okay. Chị, con em. Bữa nay không bị la rồi. Ok, chị Minh nè. Ok, bye chị Minh nè. Ok. Ok quý vị, tạm biệt quý vị và hẹn quý vị chiều hôm nay trở lại trong chương trình những ca khúc bolero hay nhất qua mọi thời đại. Và bắt đầu tuần sau đó, mời quý vị trở lại, tôi sẽ bắt đầu làm lại từ đầu đó, cái chương trình tôi gọi là Donald Trump và những điều chưa biết. Để làm gì? Để quý vị sẽ biết rất nhiều về cuộc đời của Donald Trump. Để quý vị biết tại sao Donald Trump chiến thắng để ngồi vào tòa Bạch Ốc. Rồi từ đó quý vị nhận diện ra Donald Trump sẽ đi đến đoạn đường 2020 hay là 2024. Tất cả những điều đó sẽ trở lại trong chương trình buổi chiều đúng 6 giờ theo giờ của Washington DC. Tạm biệt quý vị.